tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chia sẻ học tập quần thư trị yếu ba trăm sáu mươi chủ giảng thầy Thái Lệ Ngũ tại trung tâm giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia tập 75 các vị trưởng bối các vị học trưởng tôn kính Xin chào mọi người Chúng ta Tiếp tục xem câu tiếp theo Của Thượng Đạo Câu 77 Trang 316 Trang 316 trong quần thư trị yếu 360 Nhìn phản ứng của mọi người hình như không đúng lắm Phải nhanh chóng tìm ra vấn đề của mình Mà câu này là trong cuốn thứ 6 trang 791 Chúng ta hiện tại có 360 câu Nếu như nguyên văn có giải thích Thì chúng ta xem lại Chư Văn Vương thỉnh giáo Thái Công Chỉ đạo trị quốc Chúng ta cùng xem Kinh Văn Văn Vương hỏi Thái Công Làm thế nào mới có thể trị vì thiên hạ Thái Công nói Độ lượng rộng lớn đủ để che chở cả thiên hạ Rồi sau đó mới có thể bao dung thiên hạ Thành tính đủ để trùm khắp thiên hạ rồi sau đó mới có thể hạn chế quản thúc thiên hạ Nhân đức đủ trải khắp thiên hạ Rồi sau đó mới có thể dỗ về thu phục thiên hạ Ơn quệ đủ che phủ trùm khắp thiên hạ Rồi sau đó mới có thể thống lĩnh được thiên hạ Quyền uy đủ để thống nhiếp thiên hạ Rồi sau đó mới có thể không làm mất thiên hạ Gặp việc đúng lúc hợp thời Phải quyết đoán ngay mà không do dự Rồi sau đó có thể làm chỗ dựa cho thiên hạ có đầy đủ sáu điều này Mới có thể cai trị tốt thiên hạ Đọc xong đoạn này rồi Mọi người biết được cai trị thiên hạ Không phải là chuyện dễ dàng phải có đức hạnh và trí huệ chân thật mới được Chúng ta xem văn vương Vô cùng cung kính thịnh giáo Thái Công làm thế nào mới có thể cai trị thiên hạ Chúng ta trước đây cũng đã từng giảng văn vương Thỉnh giáo Khương Thái Công Làm thế nào mới có thể trở thành một quân chủ tốt Khi đó Thái Công nhấn mạnh là Có thể khiến cuộc sống của lão Ba Tánh không ưu phiền mới là quân chủ tốt. Khi đó văn vương nói nói vô cùng hay. Tiếp đến thái công còn bổ sung một câu nói tốt thiện bất tường. mà nghe thấy một lời dạy bảo hay thì phải đi làm ngay lập tức. Cứ đợi sau này làm thì không phải là điềm lành. Văn vương nghe xong thì ngay lập tức mở kho cứu tế cho những bá tánh cần cứu tế. Đây là thí dụ mà trước đây chúng ta từng nói tới Thế nên Văn Vương rất biết nghe lời Lời dạy bảo hay thì đi làm ngay Chúng ta hồi tưởng lại câu chuyện này Quần thư trị yếu 360 Chúng ta cũng giảng tới câu 77 rồi Chúng ta nghe được câu nào thì nghe lập tức Thì đi làm Túc thiện bất tường Sau khi học xong mà không làm Thì không phải là điều tốt Vì sao vậy? Không gắn làm Chỉ học văn Chỉ bề ngoài Thành người nào Câu 77 này chúng ta không tự mình đi làm cho tốt Thì sẽ biến thành vũ khí nhìn lỗi lầm của người khác bởi vì thực sự đi làm rồi mới biết không dễ dàng Điều phục tập khí rất khó Càng trải nghiệm thì càng không yêu cầu quá khắc khe bậc quân tử bản thân trước tiên phải có đức hạnh Thì mới mong người khác có đức hạnh Chính mình không có khuyết điểm Mới mong người khác không có khuyết điểm Thực sự chính mình không có những tập khí đó rồi Thì mới có thể đi yêu cầu người khác sửa đổi thí dụ như bây giờ chúng ta nói anh ấy thực sự quá ngạo mạn rồi thực ra khi chúng ta nói câu này chúng ta có ngạo mạn hay không nhìn người khác rất dễ dàng nhìn chính mình thì thật khó hơn nữa chúng ta đã quen với việc nhìn người khác trước mà không nhìn lại chính mình cho nên cái đạo ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát thánh giáo của chúng ta là nội học nhất định phải đem những đạo lý này thực hành trên chính bản thân chúng ta trước nhất định không thể đem những đạo lý này đi yêu cầu người khác trừ khi chính mình thật sự làm được khi thật sự làm được thì con người tự dưng khi thật sự làm được rồi thì con người tự dưng đối với người rất hiền hậu bởi vì họ thế hội được rồi, họ biết rằng sửa đổi lỗi lầm không phải là chuyện dễ dàng, phải có công phu thật sự mới được. Người làm được nhất định rất hiền hậu, không khắc khe yêu cầu người khác, còn yêu cầu khắc khe đối với người khác thì nhất định vẫn chưa làm được. Đạo lý này chúng ta có thể từ chính mình thế hội lại mà xem. Cho nên cổ thánh tiên hiền có một câu danh ngôn, cũng là nguyên lý nguyên tắc lập thân sự thế chính là nghiêm khắc kỷ luật chính mình khoan dung rộng lượng với người đây là có tâm cảnh của quân tử thánh hiền tự nhiên sẽ thường khởi lên cái thái độ này chúng ta học tập những câu kinh này hy vọng khi chúng ta tu thân khi chúng ta tề gia khi đoàn kết hòa thuận đoàn thể của chúng ta có thể bắt đầu làm từ chính chúng ta xã hội hòa thuận bắt đầu từ tâm ta đầu tiên phải điều chỉnh cái tâm này của chúng ta đích thực là không rời xa được chánh tâm không rời xa được điều phục tâm chúng ta xem mặc dù thái công đang bàn luận học vấn trị thiên hạ nhưng điều là nói tới tu dưỡng tâm tính một người mới là quan trọng chúng ta xem câu đầu tiên nói là độ lượng rộng lớn đủ để che chở cả thiên hạ rồi sau đó mới có thể bao dung thiên hạ chữ đại chủ yếu là chỉ độ lượng độ lượng lớn đến mức có thể trùm khắp thiên hạ Khởi tâm động niệm đều có thể nghĩ cho thiên hạ Lỗi lầm của người trong thiên hạ Ngài đều có thể bao dung Đặc biệt là thời đại này Trong Tam Tự Kinh có một câu nhắc tới Người không học thì không biết lễ nghĩa lễ ký học ký nói người không học thì không biết đạo con người muốn hiểu đạo nghĩa thì nhất định phải thông qua học tập kinh điển mà không phải chỉ có học tập học tập nếu như chỉ học kiến thức chỉ đức hạnh của họ nhất định không thể được nâng cao hơn nữa học kiến thức nhiều rồi trình độ cao lại cảm thấy bản thân mình giỏi giang và cảm thấy bản thân giỏi giang thì đức hạnh sẽ bị wow, xúc giảm ý. rồi thế nên học vấn thật sự không phải là tích lũy kiến thức <laughs> mà là trong tâm địa của mình phải hạ công phu phải loại bỏ tập khí <laughs> Cho nên Chúng ta xem thấy đoạn văn này Trong Tam Tự Kinh và Lễ Ký Người không học thì không biết đạo Người không học thì không biết lễ nghĩa Chúng ta có thể đọc thuộc Đó là một câu tri thức Mà câu nói này Có sự dạy bảo thế nào Đối với cuộc đời chính chúng ta tôi đọc câu này rồi tâm thái của tôi có thay đổi gì không chỉ cần dụng tâm đi cảm nhận câu nói này tâm của chính mình liền bắt đầu thay đổi câu nói này dạy cho chúng ta nếu như con người không học kinh điển họ không biết làm sao làm người từ chính bản thân chúng ta mà nói làm sao có thể làm con làm sao làm cha chúng ta học qua biết bao nhiêu đạo lý trong kinh điển làm sao để làm chồng làm sao để làm vợ chúng ta nếu như cảm thấy hai câu kinh này vô cùng có đạo lý chúng ta thật sự hiểu được rồi vậy chúng ta sẽ học tập một cách nỗ lực chăm chỉ Không cần người khác thúc giục Chúng ta có muốn là một người không hiểu đạo nghĩa Một người không hiểu thị phi thiện ác hay không Chúng ta không muốn Làm sao để chính mình có thể hiểu đạo nghĩa Nhanh chóng học kinh giáo Cái này chính là người không học thì không biết đạo Đưa ra gợi ý cho chúng ta cho nên nếu chúng ta học tập mà còn cần người nhà thúc giục thì chứng tỏ câu nói này của chúng ta vẫn chưa lãnh hội được chúng ta vẫn chưa cảm thấy thông hiểu đối với những đạo nghĩa những đạo lý này đây là đối với chính bản thân chúng ta mà nói con người biết mình vẫn chưa hoàn thiện thì họ sẽ nhanh chóng nỗ lực nhanh chóng nâng cao câu nói này là một gợi ý rất tốt cho chúng ta khi sống chung với người khác bởi vì người hiện tại thậm chí là người trước chúng ta một đời người hai ba đời nay đối với kinh điển truyền thống của chúng ta đều tìm hiểu thâm nhập có giới hạn họ không có học qua được hẳn hoi Họ không hiểu Đó là chuyện bình thường Tiên nhân bất thiện Hai ba đời trước không có học Họ cũng không truyền cho đời sau Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Không ai dạy họ Có nên trách họ hay không Thù vô quá giả Người không học thì không biết đạo Người không học thì không biết lễ nghĩa Hai câu này chúng ta phải lãnh hội vào trong tâm không nên đi chỉ trích người khác vì họ không hiểu ngược lại phải bao dung họ tiến thêm bước nữa là giúp đỡ họ làm thế nào có thể hiểu được những đạo lý quý báu này đây là mỗi một câu kinh điển mà chúng ta dùng tâm lãnh hội có sự nâng cao rất lớn đối với tâm tánh của chính mình nếu như sau khi chúng ta học xong tâm bao dung đối với người ngược lại càng hạ thấp xuống vậy thì đó là học tri thức chứ không phải học trí huệ ngoài ra chúng ta xem trong tam tự kinh có nói nhân chi sơ tánh bổn thiện đây là một câu sáu chữ có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta nếu như dùng bộ não để ghi nhớ nó chỉ là tri thức có khi chỉ là lấy ra để khoe khoang mà thôi nhưng mà câu này nếu như ghi vào trong tâm rồi thì sẽ giúp đỡ chính mình bản thân tôi vốn thiện lương bản thân tôi có minh đức tôi nhất định phải tín nhiệm chính mình tôi phải thành tựu chính mình phải khôi phục tánh đức của mình bất kỳ cảnh giới nào hiện ra tuyệt đối không hoài nghi chính mình càng gặp khó khăn càng dũng mãnh câu nói này cho chúng ta năng lượng thật lớn các chị học trưởng có kinh nghiệm này hay không khi gặp cảnh giới cũng biết cái suy nghĩ này không đúng nhưng không biết tìm câu nào để nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc khi đó có tình huống như vậy hay không mau lên mau lên bây giờ phải lấy câu nào ra để điều phục đây có quá nhiều câu nhưng nhất thời không biết lấy câu nào câu này cũng rất hay nhân chi sơ tánh bổn thiện mà sẽ không hoài nghi chính mình nữa khi người khác có hành vi xấu mà nghĩ tới câu này họ vốn là lương thiện bởi vì nếu không dạy thì cái thiên tính ấy đã thay đổi thật đáng tiếc cho họ làm sao có thể tính toán với họ phải bao dung họ tiến thêm nữa là tu nhẫn nhục làm tấm gương tốt để khiến họ có tính tâm với giáo dục của thánh hiền một lần hai lần ba lần lấy đức phục người đến khi họ bồi phục rồi cảm động rồi Họ sẽ tới tìm hiểu Thời đại bây giờ sao lại vẫn có người tu dưỡng như vậy Kiểm tra xem giới hạn của người đó như thế nào Kết quả là vừa tìm hiểu Hóa ra là văn hóa truyền thống Là học đệ tứ quy Hay là học quần thư trị yếu Biên soạn vào thời đường Thái Tông Vậy thì bạn chính là biển quảng cáo tốt Cho quần thư trị yếu Bộ sách này đối với gia đình Doanh nghiệp hiện nay Thậm chí Đối với kiến thiết quốc gia là một bộ bảo điển nhưng mà niềm tin là mẹ của hết thảy công đức bộ bảo điển này làm sao để người ta tin tưởng và chịu học đây mỗi cá nhân gia đình đoàn thể đều phải có tấm gương học tập quần thư trị yếu này mới có thể khiến người ta khởi tính tâm chúng ta trong quá trình tu học Tình cảm tập khí sanh khởi hiện tiền là chuyện vô cùng bình thường Nhưng không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Chúng ta dùng những lời dạy bảo lý trí này Để điều phục tình cảm chấp trước của chúng ta Dùng lý chặn tình từ từ những lời dạy lý trí này tùy thời đều có thể sanh khởi tập khí cũng có thể hàng phục được đây đều là một quá trình không thể nào ngày một ngày hai mà thành công được đối với chính mình phải có kiên nhẫn không nên thường xuyên tức giận chính mình đắm ngực dậm chân có một số người sau khi học xong tự mình không làm được thì lấy tay đấm vào tường Tôi thật sự gặp phải một người bạn như vậy rồi Đấm tường gọi là tội nặng thêm một bậc Vì sao vậy? Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ Ngay lúc đó xoay chuyển lại là đúng rồi Cầu nhân chi sơ tánh bổn thiện khi chúng ta phủ định bản thân Hoài nghi bản thân Phải nhanh chóng khởi lên suy nghĩ này Mà câu này chúng ta có thể lãnh hội vào trong tâm Chúng ta đối với bất kỳ người nào Cũng không được hoài nghi Họ vốn lương thiện Khi một người có hành vi sai lầm Bạn tin là họ vốn lương thiện Bạn nhìn thấy hành vi sai lầm của họ Thì sẽ không nhẫn tâm mà thương tiếc cho họ Cũng giống như một người vốn có thể làm được đức hạnh của thánh nhân Hiện tại họ ở đó chà đạp bản thân Ở đó làm săn làm bậy Chúng ta làm sao lại không thương tiếc chứ Lúc này sẽ không nhìn chăm chăm vào hành vi xấu của họ mà là dùng phương tiện thiện xảo nhanh chóng giúp họ đoạn ác tu thiện tại vì sao chúng ta không thể tâm bình khí hòa đối đãi với họ khi họ làm việc ác thậm chí là không thể yêu thương bảo vệ họ bởi vì chúng ta chấp trước vào hành vi sai trái của mình cảm thấy rằng người này chính là như vậy đối với họ có thành kiến vì nhìn thấy họ là không thoải mái không thuận mắt Căn bản không tin họ Vốn lương thiện Không tin họ có thể làm thánh hiện Cứ nhất định nhìn vào Cái không tốt của họ Thì sẽ sanh ra tác dụng quá học Tác dụng quá học gì vậy Càng nhìn càng lớn Càng nhìn càng nhiều Cuối cùng Hình như họ không là gì cả Tôi đã từng gặp qua một cô gái cô ấy đã kể với tôi cô ấy nói có một lần chúng tôi giảng tới vợ chồng chung sống với nhau tôi lấy thí dụ khi tôi đến châu hải tôi nói chỉ nhìn ưu điểm của đối phương chỉ nhìn ưu điểm của người bạn đời không nhìn khuyết điểm tôi giảng tới đây cô gái đến từ đông bắc này nói là cô ấy ngay lập tức khởi lên suy nghĩ không có ưu điểm gì cả kết quả là khi cô khởi lên suy nghĩ này ngay lập tức tôi nói người phụ nữ ở châu hải nói không có ưu điểm vừa đúng lúc cũng suy nghĩ giống hệt cô cô ấy giật cả mình cô ấy cũng rất hiếm có cô ấy cũng có thái độ thực hành cô ấy trở về lấy ra một tờ giấy bình tĩnh viết ra ưu điểm và khuyết điểm của chồng mình cô ấy nói cô ấy viết ra ưu điểm càng viết càng nhiều cả một thời gian dài không nhìn thấy thế nên không phải vấn đề của chồng mình mà là vấn đề ở đôi mắt của chính mình thực ra không phải vấn đề của đôi mắt mà là vấn đề tâm lý cho nên không phải gió động cũng không phải phướng động là tâm của chính chúng ta đang động Kết quả là cô ấy viết ra không ít ưu điểm, à, tiếp đến viết khuyết điểm. Sau cùng cô ấy chỉ viết một điều. Là điều nào? Cô ấy nói chồng cô ấy kiếm tiền quá ít. Tôi nói cái này đâu tính là khuyết điểm. Tài phú phước báo của một người có thời điểm nhân duyên. Chỉ cần tâm địa thiện lương thì sớm muộn gì cũng có phước báo không nên gấp gáp mà người vợ phải giúp đỡ chồng thành tựu đức hạnh giúp chồng dạy con làm sao có thể đi chê chồng kiếm tiền ít đúng hay không tâm lý này cũng không đúng cho nên viết khuyết điểm chỉ viết một điều cuối cùng cô ấy cũng cảm giác được sau khi con người nhìn chăm chăm vào khuyết điểm của người khác thì nó sẽ càng ngày càng lớn hơn lớn đến nỗi phải che mờ cả đôi mắt của chính mình cho nên nếu như chỗ nào chúng ta cũng dụng tâm vừa nghe thấy câu chuyện của cô gái này người thân bạn bè bên cạnh mà chúng ta có duyên gặp gỡ cũng phải chỉ nhìn ưu điểm của họ không được nhìn khuyết điểm không được nhìn đây chính là không nên nhìn chầm chầm không nên để trong lòng chứ không phải là không biết đây là trọng điểm là có cảm ứng nhắc nhở mọi người điểm này rất quan trọng ngay cả thị phi thiện ác cũng không phân biệt được vậy thì không phải càng học càng nghi ngô rồi sao ta nhìn thấy rất rõ ràng nhưng mà khi nhìn thấy đều là tâm thương xót tâm từ bi đều là tâm đạo nghĩa giúp đỡ họ vậy thì đúng chúng ta xem lại câu kinh này độ lượng nhớ tới câu người xưa bất thiện không biết đạo đức không có người dạy Không nên trách họ Người khác không học Thì phải bao dung Phải giúp đỡ họ Câu này lãnh hội trong tâm Trong thế gian này tuyệt đối Không có người chúng ta không thể bao dung đó mới thực sự là lãnh hội vào trong tâm Người không học Bạn còn trách họ Vậy thì quá khắc khe rồi nhưng mà hiện nay lại có một tình huống Họ học rất lâu rồi mà vẫn như vậy Có đạo lý không? Nghe thì có vẻ có đạo lý Trên thực tế bạn nghĩ kỹ lại mà xem Họ thật sự đã học sao? Họ thật sự đã hiểu sao? Người thật sự đã hiểu mà còn chà đạp bản thân Tùy thuận cái tập khí hay sao? Còn tùy thuận theo tập khí Thì không phải là người thật sự đã hiểu Có đúng không? Một người chưa học nghiêm trọng hơn Hay là một người học rồi không hiểu Mà cho rằng bản thân mình đã hiểu nghiêm trọng hơn Người nào càng khó học tập Càng khó nâng cao Học rồi cho rằng mình là người hiểu biết Thì càng nguy hiểm hơn càng khó để giúp họ. Làm ơn đi, tôi đã học năm 10 năm rồi, tôi có cái gì mà không biết chứ? Họ càng đáng thương hơn, họ càng không hiểu đạo lý, họ rơi xuống một cái vực càng sâu hơn. Nếu như bạn yêu thương bảo vệ họ, bạn làm sao có thể chỉ trích họ chứ? Tôi từng gặp qua một vị trưởng bối lớn hơn tôi một bậc còn lớn tuổi hơn ba của tôi. Bác ấy nói, bác nói cho con nghe. 30 năm trước bác đã nghe sư trưởng giảng kinh rồi. Không có bộ nào mà bác chưa nghe qua, chỉ cần con nói ra là biết được. Chúng tôi sau khi nghe được thì cảm thấy lạnh sống lưng thay cho bác ấy. Nhưng mà ai có thể giúp đỡ bác ấy đây? Không dễ dàng. Thứ nhất, tôi nói vài câu với bác ấy bác ấy sẽ nói bác nghe còn nhiều hơn con ăn cơm có cần con giảng cho bác hay sao tuổi của bác còn lớn hơn ba tôi thật ra chúng ta nhìn thấy người học qua vài năm ngược lại chấp trước đang tăng trưởng bạn không chỉ không thể tính toán với họ bạn còn phải phương tiện thiện xảo thậm chí đốc thúc chính mình làm sao khiến họ bội phục vậy thì duyên phận giúp đỡ họ liền thành thục bạn có thể gặp họ chứng tỏ bạn có duyên với họ đạo của thánh hiền không bỏ bất kỳ ai phải có cái tâm từ bi lân mẫn này ngày hôm nay bên cạnh bạn có một người thường xuyên gặp mặt mà lại không giúp đỡ họ có thấy buồn hay không phải buồn chứ Nhất định giúp đỡ được Thiên hạ không ai không thể cảm hóa Chỉ e là tâm chân thành chưa đủ Tâm chân thành của chúng ta vẫn chưa hiện tiền Thành tâm thành ý Giàn đá cũng phải tan Nhưng mà chân thành phải hiện tiền Chúng ta phải đối trị tham sân si mới có khả năng không có chuyện gì khó Chỉ sợ lòng không bền Cái tâm phát nguyện này Cái tâm yêu thương này của chúng ta Không thể duy trì được Chúng ta xem tới câu trùm khắp thiên hạ Trạng thái hiện nay Trên đời này có người nào mà chúng ta không thể bao dung hay không? nói tới đây sao mọi người không ai có chút nét mặt tươi cười hết vậy đoạn lúc nãy nếu như đã ghi nhớ vào trong lòng thì đáng lẽ phải tướng do tâm sanh ngay lập tức chứ hay là câu nói này vừa tới cửa miệng tôi suy nghĩ xem có nên nuốt vào hay không thí dụ tôi đã có gặp qua một vị phu nhân nói tới chồng bà ấy thì liền tức giận anh ấy đã hơn 40 tuổi rồi mà đến cái này cũng không hiểu Lời này có đạo lý hay không? Hơn 40 tuổi rồi đến căn bản làm người cũng không biết Thật ra mà nói Không nói tới người chồng Bản thân chính chúng ta Có rất nhiều căn bản cũng không biết Thật vậy bởi vì chúng ta mấy đời này đều không được giáo dục Đều phải học bù Thật ra mỗi lần gặp bạn bè hỏi Nói một câu Tôi hỏi anh một vấn đề Thật ra lúc đó tôi đã đổ mồ hôi lạnh sau lưng rồi Nếu như anh ấy hỏi Ở đoạn nào trong thi kinh Không biết Trong thượng thư Tần thể nói là đoạn nào Không biết Không cần nói thâm sâu như vậy Trong phép tắc thường ngày nói câu nào Tôi có thể cũng không biết đúng không Trong phép tắc thường ngày Có một câu trưởng giả giữ vật Trưởng bối cho bạn đồ vật Bạn phải đưa hai tay ra nhận đúng không Hơn nữa không được từ chối Hôm nay cô của bạn đưa đồ cho bạn Không cần, con thực sự không cần Cái này gọi là thất lễ Cô là trưởng bối của bạn Bao gồm cấp trên tặng đồ cho bạn Cái này không cần Ý tốt của người ta bị bạn từ chối Giống như bị đóng cửa là vậy Ngay khi đó họ sẽ rất buồn Có phải là hiểu nhân tình hay không? nếu không hiểu được gọi là thất lễ tại vì sao lại không hiểu được chấp trước tôi học văn hóa truyền thống tôi chỉ bố thí không cần lấy đồ của người khác nữa xả xả tôi không muốn nhận nữa nhận rồi còn phải mang nợ người ta rất nhiều đạo lý chưa có thông suốt học một cách máy móc sau cùng không thể hòa hợp với những người bên cạnh không thông hiểu nhân tình xử lý nhưng mà lễ phép này một trăm năm trước người đọc sách đều hiểu đúng hay không bởi vì họ đời này truyền cho đời sau chính mình có rất nhiều điều căn bản mà bây giờ vẫn còn chưa hiểu sống tới già học tới già Học tới già học không nổi nữa Những học vấn này giống như là biển lớn vậy Mà chồng của mình đã hơn 40 tuổi rồi Đến những điều làm người này đều không biết Ông ấy học qua hay chưa Chúng ta dạy qua cho ông ấy hay chưa Hơn 40 tuổi Đó là thân thể trở nên cao lớn Đúng hay không Chúng ta bởi vì thân thể ông ấy cao lớn Tuổi tác lớn đây gọi là chấp tướng Lại là một điều chấp trước xuất hiện rồi Thế nên ngã chấp này thật sự là không đâu không có Vừa khởi cảm xúc khởi đối lập với người ta Đó không phải là vấn đề của người Mà là ngã chấp của chúng ta Đang tác quái Người hơn 40 tuổi Đến những điều này mà không hiểu thì thật đáng thương Tam tài giả thiên địa nhân Có được thân người có linh tánh nhất trong dạng vật Sống đến 40 tuổi đến căn bản cũng không biết Thật đáng thương Dẫn dắt vợ thành đạo Trợ giúp chồng đạt đức là bổn phận Chứ không phải đi bắt bẻ Khởi lên trách nhiệm hay là chỉ trích Chỉ trong một niệm mà cách biệt quá nhiều rồi Chúng ta hiện nay có được độ lượng này sau đó mới có thể bao dung thiên hạ Có sự bao dung như vậy Thì có thể bao dung người ở trong thiên hạ Tiếp đến nói thành tín đủ để trùm khắp thiên hạ Rồi sau đó mới có thể hạn chế Quản thúc thiên hạ Từ ước này là ước thúc Ràng buộc Ràng buộc không phải chuyện xấu Một gia đình có cần gia quy không? đương nhiên phải có sự ràng buộc của gia quy mỗi một đoàn thể đều có quy tắc thì mới có thể nhắc nhở chúng ta không được phóng túng tập tính không được tùy theo tập tính của chính mình ước thúc là tốt nhưng mà ngày nay chúng ta muốn ràng buộc người nhà của mình ràng buộc người trong đoàn thể đầu tiên người ta phải tin tưởng chúng ta uy tín của bạn phải đủ mới được Thí dụ như cha mẹ dạy con cái Bạn phải hiểu được hiếu thuận Kết quả là con trẻ ngay lập tức nghĩ Cha mẹ đối ông nội không tốt Mà lại dạy mình hiếu thuận Trong tâm con cái của chúng ta không có niềm tin Lòng tin không đủ Gương tử là tính nhi hậu gián Sau khi người tín nhiệm Thì bạn mới có thể khuyên giải họ bạn mới có thể dẫn dắt chỉ bảo họ không có căn bản của niềm tin cha mẹ cũng khó mà dạy con cái lãnh đạo cũng khó mà dạy nhân viên thầy cô giáo cũng khó mà dạy học sinh niềm tin này làm sao mà xây dựng đây chúng ta đối với đạo lý đã thể hội rồi tiến thêm một bước nữa là thực hành nếu như niềm tin quan trọng như vậy chúng ta phải làm sao để nâng cao niềm tin trong tâm của những người có duyên với chúng ta đây điều đầu tiên phải nâng cao đức hạnh như vậy bạn mới có uy tín uy tín đạo đức bởi vì có đức hạnh mà hình thành uy tín người ta bội phục bạn từ trong tâm cái này rất có ý nghĩa một người có thể là kẻ làm điều phi pháp khi đối diện với một người có đức hạnh người đó vẫn là sức vội phục người này nhưng chi sơ tánh bổn thiện mặc dù tự mình làm việc ác nhưng mà gặp người thực sự có đức hạnh trong lòng vẫn là sanh tâm hổ thẹn cho nên người ta không thể bị chúng ta cảm động thì chúng ta phải suy nghĩ lại lòng chân thành và đức hạnh của mình không đủ rồi điều thứ nhất phải có được sự tín nhiệm của người khác phải nâng cao đức hạnh của chính mình lòng tin này không phải muốn là có lòng tin này là tự nhiên mà chiêu cảm đến chúng ta có từng nói với người khác tại vì sao anh lại không tin tôi chứ có từng nói qua lời này chưa nói lời này là muốn làm gì muốn cướp lòng tin sao cái gì chúng ta bây giờ hãy nghĩ xem chúng ta nói với người thân bạn bè tại vì sao anh không tin tưởng tôi bạn muốn người ta làm sao trả lời được tôi tin anh mà đó không phải là lừa mình dối người hay sao đúng không? Hơn nữa, ngay lúc đó mọi người bình tâm mà xem Khi chúng ta nói ra câu này Tâm của chúng ta đang ở trạng thái gì? Thứ nhất Tình cảm hóa Có hay không? Động tình cảm là sân hận Một niệm sân hận khởi lên Thiêu rụi cả rừng công đức thứ nhất khi tình cảm sân hận khởi lên chính mình không nhìn thấy lại còn cảm thấy vàng thật không sợ lửa ngạo mạn cũng theo đó mà xanh tiếp đến là gì tham dục khống chế yêu cầu cũng xanh ra xa. mục đích nói ra câu này là yêu cầu anh tin tưởng tôi đúng hay không bạn xem có đôi khi chúng ta tập khí xuất hiện là còn cảm thấy chính mình đúng đối phương không đúng cho nên trên con đường tu đạo nếu có thể tự biết chứ không tự gạt mình là một chuyện thực sự không hề dễ dàng trừ phi bạn có thể lúc nào cũng quan sát được tâm mình xin hỏi mọi người mở luận ngữ ra đọc mở tứ thư ra đọc có câu nào dễ đi yêu cầu lòng tin của người khác không kỳ lạ thật trong tứ thư không có câu nào vì sao lời chúng ta nói ra suy nghĩ trong đầu chúng ta lại như vậy vì kinh điển vẫn là kinh điển ta vẫn là ta cho nên các vị bằng hữu chúng ta học theo ai học theo cái tôi vẫn là học theo chính mình rõ ràng nói chuyện làm việc đều tùy thuận theo chấp trước của chính mình sau đó còn bê kinh điển ra làm cái cớ cho chính mình rõ ràng là muốn khống chế người khác sau đó đều nói kinh điển nói nên làm như vậy đó kinh điển là nói cho chúng ta nghe mà không phải là nắm lấy cơ hội đem kinh điển đi chèn ép người khác chúng ta không quan sát tâm khống chế chiếm hữu trong lòng mình kinh điển lấy ra chẳng qua là trở thành công cụ cho chúng ta tùy thuận tập khí mà thôi cho nên kinh điển giống như là thuốc vậy thuốc này không thể uống lung tung không thể dùng lung tung được phải thực sự biết người thì bạn mới có thể dùng thuốc mà đi giúp đỡ họ tự biết mình mới có thể dùng thuốc pháp này giúp đỡ chính mình trong luận ngữ có nói mấy câu đừng lo người không biết mình không nên lo lắng người khác không hiểu chúng ta chỉ lo mình không biết người nên lo chính mình không hiểu người trước người ta không hiểu mình mình có thể bao dung sợ là mình không hiểu người khác tiếp đến là không biết làm sao làm tròn bổn phận của chúng ta để giúp đỡ họ không lo gì không có địa vị chỉ lo không có đức tài xứng với địa vị đó không lo người khác không hiểu mình nên lo làm sao xứng đáng cho người biết không lo chính mình không có cơ hội cống hiến cho đoàn thể mà nên lo chính mình có đầy đủ năng lực hay không nếu như hôm nay mình có đầy đủ năng lực rồi người ta không dùng mình mình cũng rất tự tại vì sao chị người không hiểu ta ta cũng không buồn giận nhưng mà thường thì chúng ta vẫn chưa có đầy đủ năng lực thì đã oán hận tại vì sao không dùng tôi chứ thật sự khi dùng chúng ta thì lại không được việc cho nên phong phạm của người quân tử trong luận ngữ là phải dụng tâm mà lãnh hội nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái gì rơi vào một câu khác nói trong luận ngữ khi chưa có được thì nghĩ muốn có có được rồi lại lo lắng sợ nó mất đi lo lắng nó mất đi thì sẽ dùng hết mọi cách để giữ lại quyền lực và địa vị của chính mình lo sợ mất đi nên không có việc xấu gì mà không dám làm họ có thể sẽ làm ra những hành vi hạ thấp người khác bởi vì họ ưa thích địa vị này Ưa thích danh vọng này Đó là tiểu nhân Quân tử không phải như vậy Quân tử Có năng lực mà không được dùng Ung dung thoải mái Đúng không? Cũng giống như Khổng tử đã nói với nhan hồi Được dùng thì hành đạo Bị bỏ thì ấn giận Chỉ có ta và người được như thế thôi Tin dùng chúng ta nhất định có thể khiến quốc gia cường thịnh Không dùng chúng ta, chúng ta cũng quan hỷ Vui trong việc tu đạo Phát phẫn tìm hiểu đạo lý đến quên cả ăn Khi tìm được rồi vui mừng đến quên cả lo buồn Không biết rằng cái già đã đến Thế đó đều quên mất mình bao nhiêu tuổi Như vậy mới đúng không lo người khác không hiểu mình nên lo làm sao xứng đáng cho người biết không lo người khác không hiểu mình không biết tài năng của mình quan trọng là chúng ta phải nâng cao đức hạnh và năng lực của chính mình để người khác tự nhiên thực sự hiểu được đức hạnh và năng lực của chúng ta tiến thêm bước nữa là có nhân duyên tốt chúng ta có thể cống hiến cho chánh pháp phục vụ cho đại chúng Khi nãy mới lấy một thí dụ Những câu kinh này Cũng là đang quán xét tâm của chúng ta Suy nghĩ này của chúng ta cũng là Đang ở trong tham sân si mạng Hay là đang ở trong chân thành Thanh tịnh bình đẳng từ bi Cảm xúc của chúng ta vừa khởi lên Thì bình đẳng ở đâu chân thành ở đâu đều không thấy nữa sự phân biệt giữa thánh nhân và kẻ cuồng vọng là do dụng công ở trong một niệm này cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.